Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3, xã Ba Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ là 0974 644 973, 0377 01 91 91. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và có ship hàng toàn quốc. Quý vị anh chị mua hàng cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của bên em. Hôm nay bên em có một siêu phẩm Sinoway 353, Sinoway hàng nhập bãi ha. Để giới thiệu cho mọi người. Đấy. Mình quay chi tiết bề ngoài cái máy cho mọi người coi ha. Siêu seri ha. Mặt trước làm là tinh tấm chắn đấy, ok và còn gì, ok chưa mọi người. Thôi quay review nhá. Lời đầu tiên là mâm khởi động của nó này, nó thiết kế bằng mủ ha, nhìn rất là bảnh trai, ướt ướt nhẹo nhẹo, nhìn rất là ngon đê ai. Rồi nó còn tem logo nhà sản xuất luôn, hãng Sinoway sản xuất và hiệu là 353. À, ở đây thì nó có thêm một cái tấm lưới lọc này, lọc rác đó, đó nó ở đây. À, đây thì có kim L, kim H và kim găng ti chỉnh xăng gió này, rồi găng ti ha. Ở đây là nút bô lọc gió của cái chế hoạt khí ha. Rồi hệ thống nằm rung của máy thì nó đều bằng cao su hết và nó đều đặn, nó rải rác đều đặn luôn. À, đây 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 à, rất là nhiều nên là cái sự êm ái trong cái máy này là ok, giảm rung cực kỳ tốt luôn. Nó vì nó nhiều cục cao su mà rất là êm, mà cưa mọi người sẽ không thấy cảm giác là tê tay, à, không thấy mệt mỏi. Rồi ở dưới đây là bình chứa nhiên liệu của máy. Bình chứa nhiên liệu này thì thiết kế bằng mủ luôn nhé, thiết kế bằng mủ luôn, à, rất là nhẹ luôn này. Đây, ở đây thì có một cái công tắc tắt mở máy. Ở đây thì nó không làm cái chốt của ga, tại vì cái đời này đời le gió tự động ha. Đó. Le gió tự động nên nó không xài cái chốt đó. Rồi đây tay cầm của máy thì thiết kế bằng nhôm, à, có bọc cao su. Rất là êm. Ở đây thì có một cái nút xả áp. Cái đời 353 nó khác biệt ở chỗ là nó hai điểm này, điểm nhấn nó là thứ nhất là cái xả áp để giật cho nhẹ. Thứ hai là chốt le tự động này. Đó, nó là như vậy, hai cái điểm mạnh nhất của 353. Sinoway 353 nó khác với Sinoway 360 nữa điểm đấy ha. Rồi nó khác thêm một điểm nữa là cái mặt ốp lam này này, nó sử dụng hai ốc luôn, bao chắc chắn luôn, 8 ly. Đó, con này thì nó không có sử dụng kháng sinh nhá, nó có một cái chắn cản này. Cản này thì thanh nó bằng kim loại, nhưng mà trên này thì là bằng mủ. Ốp lam mủ luôn đó ha. Rồi. Cây lam thì đang theo máy thì nó dài là 42 cm từ đầu này đến đây. 42 cm. Khoảng cách mà có thể cắt được ấy là 35 cm ha. 35 cm. Và bước xích sử dụng là xích chuột 1/4. À, xích chuột 1/4 nha mọi người. Còn lam thì lam Latin, lam trơn luôn ha. Lam này rất mắc tiền ha. À, đây là bô xả của máy, nó nằm ở phía này. Rất là thuận tiện cho bô xả ở đây. Khi mà mùn cưa nó vô là nó thổi luôn, thổi mùn cưa đi chỗ khác luôn, cũng rất là hay. Làm nó khô sợi xích. Đó, đó. Rồi ở đây thì bình châm nhớt thải này, 15 xích ha. Đó, con này thì nó là động cơ hai thì và làm mát bằng gió. Và con này nòng sở hữu là 40 ly và dung tích xi lanh của con này đạt tới là 35cc ha. 35cc. Máy thì cực kỳ khỏe luôn, mẫu này thích hợp trong cơ gia đình nhé, cơ gia đình. Cái khai thác thì là nó lắp làm 6 thì vẫn được, làm này làm 4 tức thì nó lắp làm 6 tức thì vẫn được. Nhưng nói chung là hàng này thì nên sử dụng trong gia đình thì hợp lý hơn. Và mọi người muốn sử dụng mà đi khai thác thì lấy con 393, 394 thì ok hơn. Thì khởi động của máy thì đơn giản thôi, mọi người cứ bật công tắc lên, mọi người giật ra tầm khoảng 3 cái. Nó không nổ thì mọi người kéo cái E ra. Và nếu nó nổ rồi thì cứ để găng ti và cho nó nổ máy một chút, tầm khoảng gần phút gì đó. Rồi máy nó ổn định rồi bắt đầu mình ga. Như thế này này. Nó ổn định rồi bắt đầu mình nhấp ga. Hả?
Rồi, ok. Rồi, làm test máy cho mọi người xem. Và con máy này thì trọng lượng khô của máy thì rơi tầm khoảng 4,2 cân. Nếu mà có làm xích như này thì rơi tầm khoảng 5 cân mấy ha. Là như vậy. Và con này thì bên cửa hàng bán cho mọi người với giá là 2,8 triệu. Các bác nào có nhu cầu mua về cắt trong gia đình thì liên hệ số Zalo 0974644973, 0337019191. Liên hệ bên em sẽ hướng dẫn mọi người cách đặt hàng ha. Sản phẩm thì được bảo hành 12 tháng bao lột nòng, tặng kèm 3 món phụ kiện đi theo kèm, đó là rũa, móc khóa và một cái buri, 3 món xịn sò để mọi người về sử dụng. Rồi, các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo giúp em nhé. Mọi người vui lòng ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của cửa hàng. Xin cảm ơn mọi người.